Trước tiên tôi xin cảm ơn quý sơ Hiệp hội Thánh Teresa, quý cụ, quý cố, thường vụ ban hành giáo, ban điều hành các giáo họ, các giới, các đoàn thể, mọi người trong giáo xứ, những em thiếu nhi nhỏ nhất đã bước chân tới nhà thờ này và cả những người đau bệnh trong giáo xứ, những anh em thợ sắt và tất cả mọi người đã sống tinh thần hiệp hành, để giáo sứ của chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho đại lễ giáng sinh mà chúng ta đã cử hành một cách long trọng trong đêm nay đặc biệt giáng sinh năm nay giáo sứ chúng ta có một thông điệp gửi tới cho mọi người hãy chung nhau bảo vệ môi trường bằng cây thông làm bằng các long bia nước ngọt phế thải để tạo nên nét đẹp riêng cho giáo sứ chúng ta trong mùa giáng sinh và năm mới này mà các phương tiện truyền thanh truyền hình và báo đài cũng đã phát sóng xin cùng nhau tạ ơn chúa vì việc làm đầy ý nghĩa của mọi người trong giáo xứ để chúng ta truyền tải thông điệp laudato si của đức giáo hoàng francisco về chăm sóc ngôi nhà chung được ban hành tại roma cạnh đền thờ Thánh phêrô vào ngày 24 tháng 5, ngày đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm thứ ba triều đại giáo hoàng của Đức phan cô Tôi chẳng có gì, tất cả là của ông bà, anh chị em và mọi người trong giáo xứ Xin tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ nhau trong việc giữ đạo, sống đạo và tuân theo giáo huấn của giáo hội với tinh thần hiệp hành, trong vâng phục và yêu mến giáo hội. Cho xin cho tôi cũng cảm ơn những anh chị em lương dân đang sống trong địa bàn giáo xứ Minh Hòa mà tôi đang coi sóc. Cảm ơn quý vị về sự hiện diện của quý vị trong mảnh đất xã lộ 25 này. Sau là tôi xin thay mặt cho mọi người trong giáo xứ Minh Hòa Xin chân thành cảm ơn Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận, Phòng Tôn giáo, Công an, các ban ngành đoàn thể huyện thống nhất và xã Lộ 25. Ban giám đốc và các nhân viên nông trường cao su An Viếng thuộc Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã đến thăm tặng quà và có những lời chúc mừng giáng sinh và năm mới đầy tình người tạo nên sự thân thiện và quý trọng mà quý vị đã dành cho tôi và cho bà con giáo dân trong giáo xứ Minh Hòa. Xin cảm ơn với tất cả sự trân trọng và quý mến. Xin cũng cho tôi cũng được gửi lời chúc mừng giáng tới quý vị và từng thành viên trong gia đình quý vị một mùa giáng sinh an lành, bình an và một năm mới hạnh phúc. Riêng quý vị đạt được nhiều thành quả tốt trong nhiệm vụ phục vụ nhân dân và thực sự trở thành người đầy tớ của nhân dân. Với ban hành giáo và mọi người giáo dân trong giáo xứ. Đây là thánh lễ giáng sinh đầu tiên tôi cùng với anh chị em cử hành mầu nhiệm nhập thể con Thiên Chúa làm người tại mảnh đất xã lộ 25 giáo sứ Minh Hòa, nơi tôi được sai đến để phục vụ. Xin cho tôi được gửi lời chúc mừng Giáng sinh tới quý sơ, quý cụ, quý cố, thường vụ ban hành giáo, ban điều hành các giáo họ, các giới, các đoàn thể và mọi người trong giáo xứ, kể cả những người đau bệnh không thể tham dự thánh lễ đêm Giáng sinh long trọng này. Xin Hải Nhi Giêsu chúc lành cho tất cả mọi người. Xin cho tôi cảm ơn gia đình các quý vị đang phục vụ với tôi trong nhiệm kỳ này. Đó là người vợ, người chồng và cả con cái nữa. Thiết nghĩ đó là những người đã cùng cộng tác với các vị trong việc tông đồ mà các vị đang nhiệt tâm hy sinh phục vụ tại giáo xứ. Tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến những người không thuộc giáo xứ Minh Hòa đêm nay đi dự lễ tại đây. Cả những anh chị em công nhân và di dân mà hôm nay khi cho rước lễ, tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ hiện diện. Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn cho quý vị. Nhìn lại chính tôi trong thời gian qua, bà hơn 7 năm về đây ở cùng làm việc và phục vụ giáo xứ hẳn đã làm cho quý chức và mọi người phải buồn lòng vì mầu nhiệm nhập thể con thiên chúa làm người mang đến sự bình an và tha thứ xin mọi người cũng rộng lòng tha thứ cho những thiếu sót và lầm lỡ của tôi do bản tính mỏng giòn yếu đuối và giới hạn của kiếp người nếu vì hành động lời nói cử chỉ nào đó làm cho những người, mọi người trong giáo xứ phải phiền lòng, xin rộng lòng tha thứ. Trong thời gian qua, dẫu mới chỉ 7 tháng thôi, nhưng tôi cũng nhận được những món quà của mọi người. Những bữa ăn đẫm thấm tình yêu và tiếng cười vui nơi các giáo họ, nơi quý chức cựu, các đoàn thể hay tại các gia đình. Cả những con gà, đọn rau, những đồng tiền giao công khó của ông bà anh chị em kiếm được. Tôi xin trân trọng và coi đó là tình cảm mà ông bà anh chị em dành cho tôi. Xin chân thành cảm ơn, cảm ơn với tất cả tấm lòng của mình. Trong ngày đại lễ giáng sinh này, tôi không thể đi đến các giáo họ, các gia đình để chia vui, xin cho tôi được hiện diện nơi các giáo họ các khu xóm và các gia đình bằng chính tình yêu của người mục tử ở giữa đoàn chiên để cùng vui và sống mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người. Xin tiếp tục cầu nguyện cho nhau, nhất là cầu nguyện cho tôi trong thời gian sắp tới và khi chuẩn bị kết thúc năm cũ 2022, mừng năm mới 2023 hẳn có nhiều người trong ông bà anh chị em, trong giáo xứ cũng như ngoài giáo xứ muốn giúp đỡ tôi về tiền bạc vật chất, về con con gà và đọn rau. Tôi xin trân trọng đón nhận tất cả, không từ chối những gì của ông bà anh chị em để tôi cùng với ban hành giáo và mọi người chúng ta chuẩn bị cho công việc sắp tới của giáo xứ. Xin cầu nguyện cho tôi và cầu nguyện cho tôi thật nhiều, xin hài nhi Giêsu ở với chúng ta và chúc lành cho anh chị em hết thảy. một lần nữa, xin chúc mừng giáng sinh an lành thánh đức đến cho mọi người. Buon Natale e Felice Nuovo Anno tutti. M Merry Christmas and a Happy New Year everybody.